Năm mới sắp tới là mình xin được chúc tất cả quý vị ở Dallas, Oklahoma và Dallas một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và phát tài phát lộc. Và lần này thì là Đoàn Phi và Lâm Anh sẽ song ca một ca khúc của nhạc sĩ Tiến Minh, ca khúc được mang tên là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đúng không ạ? Đúng quý vị, tại sao mình không nghĩ là một cây mai?
chế chuối. Và bây giờ là mình xin giới thiệu với quý vị một người nữ ca sĩ nữa cũng khoác trên người mình một bộ đồ một cái màu rất là tuyệt vời, tượng trưng cho một loại bông vào mùa xuân. Nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hello, sao em ra mà vỗ tay nhỏ thế nhỉ? Dạ, cây đào xin thân ái kính chào quý vị ạ. À, hai chị em Mai và Đào xin gửi lời chào tất cả quý vị và xin chị có lời chúc yêu. Vâng ạ, trước hết thì thay mặt cho thôi chỉ là chị nên chị thay mặt em nhé. Chị thay mặt cho Lam Anh, Minh Tuyết thay mặt cho Lam Anh là Mai và Đào xin gửi đến cho tất cả quý vị lời chúc sức khỏe. Chúc cho tất cả quý vị năm mới thật là nhiều niềm vui, may mắn. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười để cho cái nụ cười mình lan tỏa đến những người xung quanh cho cuộc sống của mình mỗi ngày mỗi thanh thản hơn và hạnh phúc nhiều hơn, được không ạ? Yes. Thực sự là quý vị có biết là anh chị em nghệ sĩ mà đến được tới đây là một điều rất là may mắn không? Là bởi vì hiện nay thì tất cả các tiểu bang hầu như bị bão rất là nhiều. Hồi sáng giờ Minh Tuyết nằm ở ngoài sân bay chừng 10 tiếng chứ không có bao nhiêu quý vị ạ. À. Dạ, em nằm lay lết ngoài sân bay 10 tiếng, em giấy ông tổ, giấy trời, giấy Phật có thể bay được tới đây và cuối cùng đã tới nơi. Và khi mà em quẹt được cái lông mi cuối cùng thì là lúc Lam Anh giới thiệu tên em chạy lên sân khấu luôn. Dạ, cho nên... Minh Tuyết thì lúc nào cũng thế. Vừa lên sân khấu vừa chẳng tóc. Cho nên ngày hôm nay thì cũng như là một sự may mắn ha, mình đã đến được tới đây và gặp tất cả quý vị rất là đông. Và hôm nay Minh Tuyết và Lam Anh xin gửi đến quý vị một bài hát của cô nhạc sĩ Lê Hữu Hà được mang tên Chờ Một Tiếng Yêu. Quý vị ơi,